Chào các bạn, trong bài viết của tạp chí Digital Camera World phiên bản online về những máy ảnh tốt nhất cho năm 2024 dành cho người mới bắt đầu hay còn gọi là entry level, máy ảnh Canon R100 được đề cập đầu tiên mặc dù nó đã ra mắt hồi giữa năm 2023. Theo tạp chí này thì máy ảnh Canon R100 được đánh giá là một chiếc máy ảnh tốt nhất về mặt tổng thể. Tiếp theo là máy ảnh Olympus OMD EM10 Mark 4 tốt nhất về các tính năng. Tiếp đến là Nikon ZFC tốt nhất là về phong cách. Chiếc máy ảnh cũng của hãng Canon đó là máy ảnh Rebel SL3 EOS 250D. Đây là một máy ảnh DSLR tốt nhhất. Tiếp đến là máy ảnh Ricoh GR3X được đánh giá là máy ảnh compact tốt nhất. Và cuối cùng là máy ảnh Sony ZV-E10 là máy ảnh tốt nhất cho những người sáng tạo nội dung. Tôi cũng sẽ gửi đường link của bài viết này bên dưới để các bạn có thể đọc tham khảo. Còn trong video này tôi sẽ đề cập đến máy ảnh đầu tiên, đó là máy ảnh Canon R100. Hy vọng thì video về máy ảnh Canon R100 này sẽ là tài liệu tham khảo để các bạn lựa chọn mình sao cho phù hợp. Khi để máy ảnh Canon R100 cạnh một chiếc điện thoại iPhone 11 Pro thì chúng ta thấy kích thước của máy ảnh này thực sự là không lớn chút nào mà nó khá là nhỏ gọn, có thể nằm trên có thể cầm trên lòng bàn tay giống như chúng ta cầm trên một cái điện thoại. Khi lắp máy ảnh với ống kính thì kích thước chiều sâu lúc này nó cũng chỉ bằng cái chiều ngang của cái chiếc điện thoại, về cơ bản nó rất là nhỏ gọn. Với kích thước nhỏ gọn của chiếc máy ảnh thì chúng ta có thể chỉ cần mua một cái túi nó vừa đủ để chúng ta có thể nhét được điện thoại cũng như là máy ảnh, và cùng một túi nó vừa không quá cồng kềnh mà rất là linh hoạt cho cái việc sử dụng và mang đi ra ngoài. Thì có một điểm mà không thể phủ nhận được rằng là một chiếc điện thoại nó quá là thuận tiện đi. Chúng ta có thể nghe, gọi và chia sẻ với bạn bè, hay là lướt mạng, hay live stream, video call, lướt web, tất cả đều trong một hết. Và điện thoại nó đang ngày càng được cải tiến về chất lượng. Tuy nhiên thì tôi vẫn thấy rằng là nó còn quá xa để nó có thể đạt tới cái góc độ nhiếp ảnh như là của một cái máy ảnh chuyên dụng như thế này. Chúng ta hãy cùng đến phần đầu tiên để biết xem hai thiết bị này khác nhau như thế nào về yếu tố nhiếp ảnh. Khi chụp bằng điện thoại thì chúng ta ấn nút 2x hoặc là 1x để chúng ta xoay các tiêu cự cần thiết. Còn khi mà chúng ta dùng máy ảnh thì chúng ta sẽ dùng đến những cái ống kính có khả năng zoom ở các tiêu cự khác nhau. Thì tôi thấy về cơ bản với ống kính zoom nó sẽ mang lại những cái sự chính xác hơn. Đối với điện thoại thì mọi người đều biết rằng là tất cả các điện thoại gần như đều có đèn flash. Đối với chiếc máy ảnh Canon R100 thì nó sẽ dùng một cái đèn flash có sẵn như thế này, và chúng ta có thể điều chỉnh được cái đèn flash bằng việc những thao tác trên màn hình on và off đây trên màn hình. Và chúng ta có thể lựa chọn các thông số bằng việc ấn nút menu để lựa chọn các loại flash mode, manual flash hay là ETTL2 hay là đồng bộ first curtain hoặc là second curtain hoặc là flash output. Có khá là nhiều lựa chọn cho việc dùng đèn flash. Ngoài ra chúng ta có thể tăng cái độ sáng tối, tức là cường độ ánh sáng của cái đèn flash ở đây. Ngoài ra thì Canon R100 còn có thể sử dụng thêm một cái đèn flash bên ngoài. Tuy nhiên là chúng ta sẽ cần lưu ý rằng là những cái đèn flash dạng speedlight mà có những cái đuôi là EX hay là L như thế này thì sẽ không dùng được với máy ảnh Canon R100. Những định dạng đèn flash để có thể dùng được với cái máy ảnh Canon R100 nó sẽ là nó có đuôi là EZ hoặc là E hoặc là EG hoặc là ML hoặc là TL thì sẽ dùng được. Còn những dòng đèn flash có đuôi EX, L như thế này thì nó sẽ dùng cho những máy ảnh đời cao hơn. Vì thế mà chúng ta sẽ cần lưu ý khi chúng ta mua đèn flash cho máy ảnh Canon R100. Máy ảnh thường có một số các tỷ lệ khung hình như là 4.3, 16.9 hay là 1.1, tức là hình vuông ấy. Trong khi đó máy ảnh Canon R100 thì có các khung hình như là 3.2, 4.3, 16.9 và 1.1, tức là có thêm một cái loại khung hình nữa là 3.2, như vậy có đa dạng về mặt khung hình hơn. Chúng ta có thể lựa chọn ở bên ngoài màn hình này những cái tỷ lệ khung hình chúng ta mong muốn. Ví dụ đây là 3.2 này, 4.3 này, 16.9 này và 1.1. Máy điện thoại còn có thể tăng giảm bù trừ phơi sáng. Ví dụ như của iPhone 11 Pro thì là thấp nhất là -1.7, tức là giảm ánh sáng đến 1.7. Còn tăng sáng lên được cao nhất là 2 chấm.
Còn đối với máy ảnh Canon R100 thì cái khả năng bù trừ phơi sáng nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Ví dụ như là chúng ta sẽ lựa chọn tính năng Exposure Component ở đây. Chúng ta thấy bình thường đang ở cái mức là âm 3 và dương 3, tức là có thể là giảm sáng tới âm 3 và dương 3. Và chúng ta ngoài ra cũng có thể là tăng cái độ bù trừ phơi sáng này, nó là dạng chế độ là Auto Exposure. Thì chúng ta sẽ ấn nút gạt nút này, chúng ta có thể điều chỉnh giảm tối thiểu là âm 5 và lên là dương 5. Như vậy là khả năng bù trừ phơi sáng của máy ảnh Canon EOS R100 là hơn so với điện thoại. Tất nhiên có những cái đời điện thoại mới thì nó sẽ có những cái cải tiến hơn. Còn về các định dạng để chụp ảnh, tức là những màu mà cài đặt sẵn thì có một số màu như là rực rỡ này, mắt rực rỡ này, kịch tính, âm kịch tính này, mắt kịch tính, đơn sắc, tông màu bạc hay là màu đen. Về cơ bản tôi thấy nó cũng không được nhiều cái lựa chọn lắm. Máy ảnh Canon R100 có khá là nhiều những cái preset, những cái định dạng mà nó có thể là tạo sẵn để người dùng có thể sử dụng ngay. Ví dụ như chúng ta thấy đây ghi là A cộng nữa, tức là chúng ta có thể có rất nhiều những cái preset có sẵn như là Vivid này, Sharp này, Warm này, Cool này, Green này. Rất là nhiều những cái định dạng về những cái tông màu mà chúng ta có thể tận dụng. Không phải chỉ có máy ảnh Canon R100 này, khá là nhiều những máy ảnh cũng thuộc dòng entry level cũng có những cái tính năng như thế này. Ngoài ra thì máy ảnh Canon R100 còn có tính năng là quay chụp cử động trước đấy nó sẽ được ghi lại. Đấy là một cái tính năng khá là hay để chúng ta ghi lại những cái khoảnh khắc. Ngoài ra thì còn có việc chụp những cái trường hợp mà cảnh đặc biệt, ví dụ scenes như thế này. Chúng ta có thể lựa chọn là chụp ảnh chân dung, ảnh phong cảnh, ảnh người chạy thể thao, hoặc là panning. Panning là tập trung vào những cái phương tiện và là mờ những cái cảnh xung quanh, hay là chụp macro, chụp close up và chụp những cái vật nó rất là gần. Tính năng khác như là chụp đồ ăn, hay chụp cảnh chân dung buổi tối, hay là chụp cảnh buổi tối mà không có chân máy, trường hợp mà ngược sáng, hoặc là chụp trong điều kiện im lặng, trong một môi trường như buổi hòa nhạc các thứ mà chúng ta bật, chúng ta chụp mà cứ tanh tách là không có được. Thì máy ảnh này có rất nhiều những cái tính năng mà chúng ta sẽ phải cần đến nó. Ngoài ra thì máy ảnh Canon R100 còn cung cấp cho chúng ta những cái filter creative. Chúng ta có thể chụp hoặc quay phim ở những cái dạng effect, ví dụ như là đen trắng, là mờ ảnh này, hay là làm dạng kiểu fish eye, tức là hình mắt cá, rồi water painting. Những cái tính năng này nó khá là hay, nó giúp cho chúng ta có nhiều cái sự sáng tạo hơn khi chúng ta chụp. Còn máy ảnh, còn điện thoại iPhone nó không có nha các bạn. Không biết là những điện thoại nào hiện nay trên thị trường đã có được những tính năng như thế này thì anh em có thể comment ở đây, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu và hỏi. Xin cảm ơn. Còn khi chụp chân dung bằng máy điện thoại thì chúng ta sẽ chỉ có thể làm một cách ảo bằng việc chọn một cái vùng lấy nét và còn những cái vùng xung quanh thì nó bị mờ đi. Đấy là cái cách làm ảnh chụp chân dung của máy điện thoại. Về cơ bản nét thì chúng ta thấy có nét nhưng mà nó rất là khó để làm nổi bật được cả cái toàn bộ cái chủ thể. Ví dụ như trên hình là chúng ta sẽ thấy rằng là không lấy toàn bộ nét của cả cái máy ảnh mà nó bị mờ một phần, bởi vì cái phần đó nó nằm ngoài cái vùng lấy nét, cái vùng mình quy định lấy nét. Nếu như điện thoại nào mà có camera nó không được tốt ấy, thì chắc chắn là nó sẽ còn xảy ra trường hợp viền tím như ảnh trên hình. Và chúng ta chỉ có thể thay đổi nếu như mà chúng ta có thể cải thiện được cái việc thay đổi ống kính. Ngoài ra thì máy ảnh cũng có thể chụp được panorama. Khi quay phim bằng điện thoại thì khung hình nó sẽ bị crop lại so với khi ở chế độ chụp. Đó, chúng ta chuyển sang video chúng ta sẽ bị crop hình lại. Này nó chỉ xảy ra đối với trường hợp khi mà máy ảnh chuyển từ Full HD sang trạng 4K thôi, chứ còn bình thường. Đối với một chiếc điện thoại thì chúng ta cũng có thể quay ở định dạng cao cấp như là Full HD hay là 4K 24 khung hình mỗi giây, 30 khung hình và 60 khung hình mỗi giây. Canon R100 khi mà quay phim ấy, thì chúng ta sẽ có hai cái chế độ. Đây là trường hợp là máy sẽ tự động điều chỉnh các thông số khi quay. Còn trường hợp thứ hai như là máy sẽ cho phép chúng ta có thể điều chỉnh về cái tốc độ phơi sáng. Ví dụ như các bạn thấy trên hình là 1/25 giây, chúng ta ấn nút lên thì để điều chỉnh
chỉnh về mặt khẩu độ. Còn về ISO chúng ta có thể điều chỉnh được bằng việc ấn nút ISO ở đây, chúng ta điều chỉnh được ISO. Như vậy là cái việc mà quay phim và chụp hình nó cũng cho rất là nhiều những khả năng linh hoạt. Ngoài ra máy ảnh Canon R100 còn cho phép chúng ta quay được nhiều định dạng video khác nhau, ví dụ như là định dạng Full HD. Các bạn để ý nhé, nếu mà Full HD như thế này, nếu mà trên điện thoại như vừa nãy nó sẽ bị crop lại, nhưng đối với máy ảnh thì chúng ta sẽ không bị crop lại. Và máy ảnh Canon R100 chỉ bị crop khi mà chúng ta chuyển sang định dạng là 4K, các bạn thấy không? Bây giờ đang là Full HD này, khi mà chuyển sang 4K thì nó bị crop lại. Dù sao đi nữa thì đối với định dạng là Full HD là định dạng mà chúng ta dùng rất là nhiều, chúng ta hay dùng để đưa lên YouTube hay là chúng ta đưa lên những cái mạng xã hội. Đây là những định dạng rất là điện thoại có thể quay chậm ở định dạng HD 120 khung hình mỗi giây và 240 khung hình mỗi giây. Đối với máy ảnh Canon R100 thì chúng ta có thể quay được video chậm bằng việc chúng ta bật tính năng này lên. Và khi chúng ta bật lên thì chúng ta có thể quay được chậm ở định dạng HD 119 khung hình mỗi giây. Cái này tương tự như của iPhone. Đối với máy ảnh Canon R100 thì chúng ta còn có thể quay được time-lapse giống như là của chiếc điện thoại iPhone. Nhưng mà nó sẽ có nhiều tính năng hơn rất là nhiều và nó chi tiết hơn rất là nhiều. Máy ảnh Canon R100 thì sẽ có 3 cái hình thức, 3 cái trường hợp. Trường thứ nhất thì khi mà chúng ta muốn quay cảnh người đi bộ. Trường hợp thứ hai là khi chúng ta quay cái cảnh bầu trời mây di chuyển. Cảnh thứ ba nghĩa là chúng ta sẽ di chuyển một cái, chúng ta sẽ quay một cái thước phim, cái cảnh gì đó mọi người đang di chuyển nó chậm rãi. Và trong mỗi những cái tình huống cụ thể chúng ta sẽ có thể cài đặt những thông số cụ thể. Ngoài ra thì còn rất nhiều những tính năng khác có thể dùng, bởi vì nó liên quan đến cái việc định dùng cái điện thoại và những cái ứng dụng liên quan. Một điểm rất là mạnh của điện thoại đó là mọi người đều cũng có thể selfie, có thể dùng camera trước và camera sau để lưu lại những cái khoảnh khắc mà mọi người đều có thể nhìn trước và chụp và cùng nhau chia sẻ luôn. Với chiếc máy ảnh Canon R100 như thế này thì thực sự đây là một điều đáng tiếc, bởi vì máy ảnh Canon R100 này nó không có màn hình lật. Như các bạn thấy, màn hình này là gắn liền luôn với cái mặt đằng sau. Vì thế mà chúng ta khi mà muốn dùng để chụp selfie thì gần như là chúng ta sẽ phải tự hình dung ra được. Tuy nhiên thì cái việc này chúng ta vẫn có thể cải thiện được bằng việc chúng ta sẽ kết nối với điện thoại. Khi mà chúng ta kết nối với điện thoại thì chúng ta có thể để máy ảnh từ xa và chúng ta sẽ điều khiển để làm sao mà cái chúng ta có thể nhìn được lên trên màn hình luôn là chúng ta đang chụp cái gì, và chúng ta có thể đứng từ xa chúng ta bấm. Đây là hai hình ảnh, bên trái là chụp từ Canon R100, còn bên phải là chụp từ điện thoại iPhone 11 Pro. Về cơ bản là tôi chụp điện thoại như hình bên phải và sau đó tôi cố gắng điều chỉnh những thông số để cho cùng ánh sáng giống như ảnh chụp từ điện thoại. Vì thế để mà đảm bảo được đúng cái thông số của điện thoại thì tôi không thể làm được. Đặc biệt như là các bạn thấy là hình ảnh ở đây là hình ảnh tiêu cự 6mm thì tôi không có được cái ống kính này. Vì thế mà thay vì tôi lựa chọn việc cho những thông số giống y hệt nhau thì tôi sẽ lựa chọn làm sao tạo ra những bức ảnh có được cái thông số ảnh nó gần như tương đồng nhất, và từ đó tôi so sánh. Ví dụ như ở hình ảnh bên tay trái của Canon R100 thì chúng ta thấy nó sẽ nét ở một cái phần ở chỗ bánh xe này, nhưng mà những phần khác do khẩu là khẩu 1.8 nên cái tiền cảnh và hậu cảnh nó sẽ mờ đi. Tuy nhiên ở máy điện thoại iPhone khẩu cũng là F2 nhưng mà nó lại không mờ mà lại khá là nét ở cả đằng trước và đằng sau. Còn đây tôi chụp ở tiêu cự 50mm mà tôi cảm giác nó còn rộng hơn so với tiêu cự 6mm của chiếc điện thoại iPhone ở bên tay phải. Vì thế điện thoại tôi thấy nó hơi ảo, và với một máy ảnh chuyên nghiệp, ngay cả những máy ảnh starter như là R100 cũng cho ra những hình ảnh nó chân thực hơn, còn hình ảnh chụp từ điện thoại có vẻ hơi ảo. Và với hình ảnh chụp từ máy ảnh Canon R100 thì tôi cũng có thể tăng giảm cái chất lượng của hình ảnh lên bằng việc tăng sáng hoặc là bù trừ phơi sáng sao cho phù hợp, tăng nhiệt độ màu lên, ánh nắng vàng chiếu đẹp hơn. Ví dụ như vậy, hoặc chúng ta có thể tăng cái chi tiết bằng việc tăng clarity lên thì các điểm màu sắc nó cũng sẽ rõ ràng hơn. Có khá là nhiều những cái lựa chọn để chúng ta có thể là hậu kỳ cho những bức ảnh RAW của máy ảnh chụp từ Canon R100. Bây giờ chúng ta thử
chỉnh sửa hậu kỳ ảnh của điện thoại iPhone. Chúng ta thử tăng sáng lên, tăng shadow lên, light lên. Khi mà phóng to bức ảnh này lên thì thực sự nó vỡ khá là nhiều, màu sắc không được phân bố đều. Quay trở lại nha, cũng cùng với quay trở lại cũng bức ảnh đó của máy ảnh Canon R100. Tôi muốn thử xem khi mà tôi phóng to lên thì độ nhiễu của bức hình của máy ảnh Canon R100, mặc dù là ISO 100, tức là cao hơn cả ISO của bức hình của máy ảnh iPhone, của điện thoại iPhone, mà nó vẫn cho ra một cái độ noise, tức là noise nó khá đồng đều chứ không vỡ tung tóe như của máy điện thoại. Vì thế rõ ràng nếu như chúng ta luôn nói rằng là điện thoại chụp nó hay hơn máy ảnh thì chúng ta nên cũng cần phải tìm hiểu lại. Có thể là có một số cái điện thoại nào đó nó đời cao cấp hơn mà tôi chưa được trải nghiệm, nhưng mà tôi vẫn thấy ở một mức độ nào đó máy ảnh vẫn đáp ứng được ở những cái cấp độ cao hơn về mặt nhiếp ảnh. Đây là một bức ảnh khác chụp từ Canon R100. Chúng ta có thể dễ dàng tăng sáng lên. Dynamic range của Canon R100 cũng không hề tồi một chút nào cả. Kìa chưa? Tôi kéo cái highlight xuống mà mây vẫn hiện lên kìa. Tăng shadow. Ok, tăng giảm shadow. Chỗ vùng cây nó khá là tối, chúng ta sẽ tăng lên một tí. Ánh sáng trắng nhiều, chúng ta có thể tắt bớt đi. Texture tăng lên một chút clarity. Ok. Như vậy so với ảnh trước và ảnh sau khi chỉnh sửa bằng Lightroom với những bức hình chụp từ máy ảnh Canon R100, chúng ta có thể thấy được việc sử dụng một máy ảnh chuyên nghiệp nó cho ra những cái khả năng, nhiều cách sáng tạo khác nhau. Máy ảnh Canon R100 sẽ không có màn hình cảm ứng, vì thế mà các bạn sẽ cần phải làm quen với cái việc mà ấn các thao tác nút ở trên bàn phím trên thân máy như thế này. Với các bạn nó cũng không có cái gì khó khăn lắm, nên nó có một cái bất lợi, đó là vì chúng ta không thể selfie được và chúng ta sẽ phải cần một cái phần mềm để chúng ta điều khiển từ xa và quay và chụp. Tất cả các nút ở trên body đều đã được thiết kế thêm những cái tính năng mà chúng ta không cần thiết phải dùng đến cái màn hình quá nhiều. Nút set này, ISO này, tốc độ chụp này, rồi là đèn flash này, bù trừ phơi sáng hay là xóa ảnh, display hoặc là info các thông tin thể hiện trên máy ảnh như thế nào, ấn chỉ nút chỉ info và một số điều chỉnh vùng đường nét hay là tìm kiếm. Máy ảnh thì có những cái nút cho cái việc chúng ta có thể có những cái khả năng sáng tạo hơn. Ví dụ như đối với nút M có nghĩa là gì, chúng ta có thể lựa chọn khẩu độ và tốc độ phơi sáng, cũng như là điều khiển về mặt ISO. AV là ưu tiên khẩu độ, TV là ưu tiên màn chập, P là các chương trình định sẵn. Nó rất là thuận tiện để chúng ta có thể chụp hình và tự do sáng tạo. Về ISO của máy ảnh Canon R100 thì nó sẽ bao gồm, thì nó sẽ ở mức như sau: mức 100 và cao nhất là 1 và cao nhất là 12.800 và không có thể mở rộng hơn. Nếu như chúng ta không có thể quen được cái việc chọn ISO, chúng ta có thể để chế độ tự động. Để chế độ tự động thì tối đa là 12.800. Về cái kích thước của bức ảnh chúng ta chụp thì có một số định dạng. Chúng ta sẽ có định dạng RAW và định dạng JPEG. Đối với RAW thì tối đa là 24 megapixel, còn JPEG thì tối đa là L. L là kích thước ảnh lớn nhất, tiếp đến là M. M là medium, medium là trung bình, S là small, S1 là small nhưng mà nó sẽ có tăng cưa, tức là có độ chi tiết rõ ràng hơn. Tôi thường để M. Máy ảnh có những cái chế độ lấy nét như sau. Thứ nhất là cái về cái hệ thống lấy nét thì sẽ có hệ thống lấy nét là ấn một lần và chúng ta sẽ và máy sẽ khóa điểm lấy nét tại đó, hoặc là servo tức là lấy nét dựa trên cái chuyển động của chủ thể, hoặc là các phương pháp lấy nét là phương pháp lấy nét vào khuôn mặt này. Lấy nét vào khuôn mặt thì chúng ta có chế độ là lấy nét vào mắt hay không, chúng ta có thể tắt bật ở đây. Ngoài phương pháp lấy nét vào khuôn mặt thì sẽ có các phương pháp lấy nét vào một điểm cụ thể, tiếp đến là one point, tức là một cái điểm này nó lớn hơn so với điểm IF point, lớn hơn so với điểm spot, và một cái cuối cùng đó là cái zone, tức là một vùng lấy nét. Chúng ta thể hiện trên màn hình như thế này. Với vùng lấy nét chúng ta ấn nút quick để vào và chúng ta lựa chọn cái phần IF method thì chúng ta có thể ấn trái phải để lựa chọn. Đầu tiên là tracking theo khuôn mặt này, tiếp đến là spot AF, lấy vào một cái điểm cụ thể, điểm khá là nhỏ. Còn khi chúng ta chọn cái vùng on point AF thì cái điểm nó sẽ lớn hơn, và lớn hơn cả là vùng zone AF. Chúng ta cũng có thể di chuyển cái vị trí của cái vùng lấy nét bằng việc ấn nút này, chúng ta di chuyển. Okay. Còn nói về khả năng chỉnh sửa ảnh, sau khi mà chúng ta đã chụp xong những bức ảnh đẹp thì chúng ta có thể vào phần chỉnh sửa ảnh bằng hai cách. Đầu tiên là ấn vào cái nút display như này, và để thể hiện lên một cái ảnh sản phẩm mà chúng ta ấn nút để hiện lên những cái thao tác lựa chọn. Ở đây chúng ta có thể thay đổi cái preset cho tông màu của bức ảnh bằng việc ấn vào nút này, ấn nút set. Chúng ta có thể thay đổi tăng giảm bù trừ hơi sáng hay là tăng cái độ sáng lên, nó tùy vào cái thẩm mỹ của chúng ta. Okay. Ngoài ra chúng ta cũng có thể vào thanh menu để chúng ta vào phần chỉnh sửa. Nó có mũi tên như này và chúng ta sẽ lựa chọn các khả năng chỉnh sửa.
ví dụ như bảo vệ ảnh nào đó hay là xóa ảnh nhiều, hoặc là thay kích thay hướng của ảnh, thay hướng của video, chúng ta có thể xem được pre-order in ấn rồi là các thứ tạo ra Creative Assist. Creative Assist giống như là chúng ta tạo ra những cái effect preset. Đây Creative Filter. Creative Filter chúng ta sẽ có những cái lựa chọn như là đen trắng này, là mờ này, hay là fish eye này, có rất nhiều phương pháp để chúng ta chỉnh sửa ảnh sao cho theo đúng nhu cầu của chúng ta. Nghe tôi đã nói ở phần trước rồi và tôi sẽ không nói thêm phần này. Bây giờ chúng ta sẽ quay đến phần còn về kết nối thì chúng ta có các khả năng kết nối như wifi và bluetooth. Ngoài ra có thể tắt bật chế độ khi mà chúng ta đi máy bay. GPS chúng ta cũng có thể dùng nhưng mà chúng ta sẽ phải dùng trên cái điện thoại, bằng việc chúng ta kết nối với điện thoại và chúng ta chụp hình thì nó sẽ có thông tin về GPS. Còn vô vàn những cái tính năng khác mà tôi nghĩ rằng là các bạn sẽ cần nhiều thời gian hơn để các bạn có thể tìm hiểu. Tôi đã trình bày những cái tính năng nổi bật của máy ảnh Canon R100. Quan trọng nhất ở đây nó sẽ đưa ra cho các bạn những cái lựa chọn về những khả năng chụp những bức ảnh có nhiều sự sáng tạo hơn là so với việc chúng ta dựa vào quá nhiều vào cái những cái tự động của một chiếc điện thoại. Vì thế nếu như chúng ta có thể muốn một những bức ảnh tốt hơn, đẹp hơn, thuận thì chúng ta nên chuyển sang một chiếc máy ảnh, và máy ảnh Canon EOS R100 là một máy ảnh rất là đáng để chúng ta thử nghiệm và là cái bước đầu tiên để chúng ta chuyển sang một cái hệ thống máy ảnh, hệ thống tạo ra những bức ảnh nó trở nên chuyên nghiệp hơn.